Các doanh nghiệp dệt may của thành phố Hồ Chí Minh chưa kịp mừng khi vừa có đủ nguyên liệu đầu vào cho sản xuất thì lại phải đôn đáo lo đầu ra bởi châu Âu và Mỹ ngừng nhập hàng trong ít nhất 2 tuần. Do vậy, ngay khi nghe về gói tín dụng 285.000 tỷ đồng vừa được chính phủ thông qua, doanh nghiệp rất nôn nóng tiếp cận và coi đây là cứu cánh qua mùa dịch. Cái lúc này rất cần là ngân hàng hỗ trợ để cho vay, và chúng tôi hướng dẫn tôi cách tiếp cận thế nào. Và có khả năng là chúng tôi phải vay đến khi nào chúng tôi trở lại sản xuất. Với doanh nghiệp đang tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, hiện đang thấp thỏm lo sợ chuỗi cung ứng này sẽ bị đứt đoạn bất cứ lúc nào nếu dịch bệnh diễn biến phức tạp. Nguồn vốn vay ưu đãi vì thế được xem là nguồn lực tái đầu tư hiệu quả, duy trì chiến lược dài hạn bền vững, phát triển sản phẩm mới. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng e ngại, khó tiếp cận với gói tín dụng này. Tôi cũng không có nghĩ rằng ngân hàng họ thờ ơ đâu, nhưng mà chắc chắn vì tiền của họ thì họ sẽ phải làm rất hết sức chặt chẽ. Và chỉ những cái doanh nghiệp nào có đáp ứng được những yêu cầu tối thiểu của họ và những doanh nghiệp mà thực sự khó khăn thì họ mới mở hầu bao. Được biết, gói hỗ trợ 285.000 tỷ sẽ triển khai tại 16 hệ thống ngân hàng thương mại với lãi suất ưu đãi cho 5 lĩnh vực ưu tiên là nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao và doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ. Ngoài ra cũng sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp bị tổn thất bởi dịch bệnh. Ngân hàng nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại phải đẩy nhanh quá trình triển khai, đơn giản hóa thủ tục để kịp thời hỗ trợ cho doanh nghiệp đang bị thiệt hại. Các ngân hàng là phải có những cái thực hiện cái việc mà nhanh chóng phối hợp với sở ngành, đặc biệt là các quận huyện để mà tiếp cận đối với các doanh nghiệp này và họ tìm cách để mà đưa vốn tín dụng với lãi suất gọi là ưu đãi nhất ngoài năm lĩnh vực ưu tiên, nhưng mà vẫn cho vay với cái mức lãi suất bằng cái lãi suất cho vay ngắn hạn. Ngân hàng thì họ phải có được cái đội ngũ nhân viên để làm sao đó mà tìm hiểu rất kỹ, hiểu rất rõ cái hoạt động nhân của doanh nghiệp, để từ đó cái sự hỗ trợ của các ngân hàng thương mại nó thực chất hơn nữa, và đây chính là cái điều mà các doanh nghiệp họ cần thiết. Còn nếu như mà chúng ta tuân thủ theo các quy định pháp luật mà chúng ta làm quá gắt gao đối với lại cái trong quá trình chúng ta tiếp cận, trong quá trình chúng ta tìm kiếm, trong quá trình chúng ta hỗ trợ các doanh nghiệp thì thực sự rằng là sẽ rất ít doanh nghiệp để có thể tiếp cận được các cái nguồn vốn hỗ trợ lần này. Việc thông qua gói tín dụng này cho thấy quyết tâm rất lớn của chính phủ giúp doanh nghiệp bị thiệt hại bởi dịch bệnh Covid sẽ phục hồi được sản xuất. Tuy nhiên, hiện nay nhu cầu vay vốn tái đầu tư của doanh nghiệp còn rất thấp, tăng trưởng tín dụng 2 tháng đầu năm chỉ đạt 0,1%. Vì vậy, để gói tín dụng này thực sự là cứu cánh của doanh nghiệp, thì ngân hàng cần phải có cách tiếp cận hiệu quả và thực chất hơn nữa.